Trâm Anh này, ở trong này người ta hướng dẫn 500ml nước dừa thì phải cho 140g bột rau câu thì mới đông được con ạ. Thôi bố để yên con làm đi. Mấy cái môn này bao giờ con chả được điểm cao nhất. Các bạn đều mẹ làm hộ, nhưng chẳng sao cả. Dù một mình nhưng con chắc chắn vẫn sẽ được giải nhất. Trâm Anh này, hay là ở trong này có clip hướng dẫn đấy, mình cứ làm theo nhé. Không, cho ít bột rau câu quá, thạch không đủ để đông, không làm được hoa đâu Trâm Anh ạ. Đúng đấy con ạ. Việc của ai người đấy làm đi ạ. Anh đang làm gì đấy ạ? Tôi vừa xuống kiểm tra thì cái bánh của Trâm Anh đúng là không đông được, nên tôi làm lại cái khác, chứ tôi sợ sáng mai Trâm Anh lại buồn. Tính con bé hiếu thắng lắm. Mà sao giờ này con vẫn chưa về? Tôi cũng giống anh này, sợ con bé biết nên tôi đành phải chờ đến lúc con bé ngủ đấy. Anh để đấy tôi làm cho ạ. Mà sao Trâm Anh suốt ngày gây rắc rối cho cô mà cô lại làm giúp con bé? Tôi là người lớn, chẳng nhẽ lại chấp một đứa trẻ con. Với lại tôi thấy chiều nay Trâm Anh có vẻ tủi thân thì bạn nào cũng có mẹ giúp. Cái cảm giác thiếu tình cảm, sự quan tâm của người mẹ tôi hiểu lắm. Tôi mồ côi từ năm 18 tuổi mà. Tôi rất tiếc. À, không có gì, tôi quen rồi ạ. Thế hôm nay lúc lên nhận giải, có quay lại cho bố xem không? Không. Tại sao? Tại vì con biết là con được giải nhất mà. Đúng, con của bố lúc nào cũng là số 1 nhỉ. Thế bây giờ con gái bố thích quà gì để bố tặng? Để con nghĩ là con báo lại cho bố ký duyệt nhá. Ok. May mà con không nghe cô Trúc, không thì chắc là bánh thạch hôm nay của con chắc là xấu nhất lớp luôn. Cô mời Trâm Anh. Em mời anh. Trâm Anh, con làm sao đấy? Cháu ghét cơm nát. Cô xin lỗi, cô nấu cơm mềm một chút vì bố cháu bị đau dạ dày. Ăn đi con. Đêm hôm qua nếu như cô không giúp làm lại một cái bánh khác thì hôm nay Trâm Anh đã không có bánh để nộp vào lớp rồi. Bố, bố nói cái bánh đấy là do cô Trúc làm á? Trâm Anh, con làm sao đấy? Con mệt à? Con không sao, nhưng lúc nãy con thấy bố cảm ơn cô Trúc. Thế là thế nào ạ? Cái bánh đấy là do con tự làm mà. Cô Trúc, cô nói với bố cháu cái bánh đấy là do cô làm à? Trâm Anh, cái bánh hôm qua con làm tự nhiên đến buổi tối lại bị hỏng, thế nên là cô Trúc đã làm lại một cái giống y hệt như thế để ngày hôm nay con nộp ở trên lớp đấy. Con ra cảm ơn cô một câu đi, xem ra cô Trúc quý con lắm đấy. Cô Trúc, tại sao cô lại tự động cháo bánh của cháu? Trâm Anh, sao con lại nói như thế? Nếu như cô Trúc không làm lại một cái bánh khác thì làm sao ngày hôm nay con thắng cuộc thi ở lớp được? Con nói là con cần thắng à? Con không thích người khác giúp con kiểu đấy. Cô Trúc, nếu như cô muốn giúp cháu thì cô cũng phải hỏi cháu có cần không chứ? Trâm Anh, cô Trúc chỉ có ý tốt thôi. Nếu như con không thể nói một câu cảm ơn thì cũng không nên giận dỗi vô cớ như thế chứ.
Con thì chỉ thấy cô ấy đang cố lấy làm bố thôi. Trâm Anh, con hơi quá lời rồi đấy. Anh Bách, Trâm Anh cũng có lý do riêng của mình. Thôi anh bỏ qua đi. Sao lại bỏ qua ạ? Cô lừa cháu như thế, cô phải xin lỗi cháu chứ.